Hello xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay là mùng 1 Tết. Thì bé xin chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và năm mới phát tài nha các bạn. Thì năm nay nhà mình có làm là chả giò các bạn ơi, với đồ nguội nữa. Thì hôm nay bé mời các bạn thưởng thức chả giò với đồ nguội cùng béo nha. Các bạn thấy ngon không? Đây là chén tương ớt nha các bạn, tương ớt và tương đen. Còn đây là chén muối tiêu chanh. Hôm nay bé sẽ thưởng thức món này nha các bạn. Chả giò này mình sẽ chấm tương đen và tương ớt. Mời các bạn nha, chấm ngọt ngọt ăn chấm ngon các bạn ơi nè. Quế ngon không? Mời các bạn nha. Ngon các bạn. Những món này là nhà của béo làm nha các bạn, tự nhà làm luôn. Mời các bạn đừng ngồi cùng béo nha. Các bạn ơi, hôm nay mùng 1 Tết rồi mà béo không ai lì xì với béo hết, buồn ghê vậy á bạn. Chiều nay bé sẽ về nhà cha cái béo và chúc Tết cha béo, thì cha bé sẽ lì xì cho béo thôi. Mời các bạn à, các bạn thấy ngon không? Ngon bạn, quá ngon. Đồ nguội này có tiêu các bạn, tiêu nguyên hộp tiêu luôn, ngon các bạn. Mời các bạn à. Ngon các bạn ơi. Cái gì bự. Ngon. Nói ngon các bạn ơi. Chấm nó ngọt ngọt luôn, ngon. Mời các bạn à, ăn con một cục cho nó chướng các bạn ơi, nó ngon. Các bạn ơi, béo ăn chỉ những món ngon này cũng khoảng qua ngày nữa là béo sẽ đi tập gym lên các bạn, lúc đó bé sẽ kiêng ăn lại. Còn bây giờ Tết thì béo sẽ ăn. Mời các bạn à. Ngon. Ăn hết dĩa này luôn các bạn, béo ăn hết dĩa rồi. Ăn cục chả giò quá ngon đó. Mấy các bạn nha. Quá ngon các bạn. Đây là video đầu năm luôn các bạn. Đây hôm nay bé quay clip là mùng 1 Tết. Mời các bạn nha. Kìa các bạn hãy nên cho bé một like, chia sẻ, đăng ký giúp béo nha. Để đầu năm béo được nhiều may mắn các bạn. Các bạn ơi, chỉ sau này khoảng vài ngày nữa bé tập gym lại, bé sẽ không quay những món ăn nữa các bạn. Thì lúc đó bé sẽ quay những clip vui và có lẽ là quay những clip béo tập gym các bạn. Mong biết là các bạn hãy ủng hộ béo nha. Mời các bạn à. Ngon các bạn.
Thật ra chả giò này chấm muối tiêu chanh cũng được các bạn ơi, nhưng mà béo thích chấm với tương ớt, tương liên hơn. Để bé chấm thử muối tiêu chanh ăn các bạn. Các bạn ơi. Đó, ăn hết dễ luôn các bạn, ăn hết dễ luôn. Quá ngon các bạn. Bé lại thích chấm tương ớt chứ không? Tương đen hơn. Bé chả giò. Nó ngọt nó. Ngon các bạn ơi. Các bạn à, ngon quá. Các bạn ơi, chấm mập mập này, thấy cái cục chả giò nó có đẹp không? Đó. Các bạn à. Ngon. Còn 3 cục thôi. Các bạn à. Mình chấm cho ngập đây các bạn, rồi mình để đây đi. Rồi mình ăn là trước. Bây giờ bé mời các bạn ăn cục chả giò cuối cùng này, kết thúc video các bạn. Tại cũng còn dơm nữa hả? Ăn hết rồi. Các bạn à. À chào. Các bạn ơi, video mình xin kết thúc đây các bạn. Nếu mong là các bạn hãy cho bé một like, chia sẻ và đăng ký để bé được làm những video clip này các bạn. Năm mới, bé xin chúc các bạn an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Bye bye.